chất liệu da gì, như thế nào, kích thước ra sao, khuôn khổ ra sao và bố cục ra sao, Kỳ Lăng luôn sẵn sàng đáp ứng được hết. Samsung mà dùng iPhone thì Kỳ Lăng cũng có những cái mẫu cho iPhone. Hay bất kỳ sản phẩm điện thoại nào mà quý khách muốn, Kỳ Lăng đều đáp ứng được hết. Kỳ Lăng kính chào tất cả quý khách. Hôm nay Kỳ Lăng sẽ giới thiệu quý khách những sản phẩm ốp lưng, những mẫu sản phẩm ốp lưng. Và nếu quý khách có nhu cầu về ốp lưng thì liên hệ với Kỳ Lăng để tạo những mẫu ốp lưng mới luôn. Tức là theo nhu cầu của quý khách. Quý khách muốn sao thì Kỳ Lăng sẽ đáp ứng như vậy. Hiện tại Kỳ Lăng đang cầm trên tay là cái ốp lưng bằng da cá sấu. Đặc biệt, có tất cả các sấu nhập từ những nhà máy thuộc da nổi tiếng trên thế giới, chuyên phục vụ cho những hãng thương hiệu thời trang lớn trên toàn cầu. Và đây là mẫu dành cho chiếc Samsung. Nếu khách không thích Samsung mà dùng iPhone thì Kỳ Lăng cũng có những cái mẫu cho iPhone. Và mẫu này là một mẫu khác, có khay bên trong, bỏ điện thoại vào, đựng tiền, đựng thẻ ATM, giấy tờ vân vân. Đây là một mẫu tương tự mà khác màu. Đây là một dạng ví cầm tay đa năng đa công dụng. Bên là đựng tiền, đựng tiền, giấy tờ, thẻ ATM và điện thoại, và đựng thêm được giấy tờ, dạng ví cầm tay rất là sang trọng và đẳng cấp. Hộp bằng siga thì Kỳ Lăng có những sản phẩm để mua chất liệu da này như thế này, cũng khách muốn đặt hàng riêng theo cầu chất liệu da gì, như thế nào, kích thước ra sao, khuôn khổ ra sao và bố cục ra sao, Kỳ Lăng luôn sẵn sàng đáp ứng được hết. Túi lít, những dây thắt lưng rất nhiều màu, dây thắt lưng và chuyên ốp lưng cho tất cả những sản phẩm điện thoại Vertu. Hay bất kỳ sản phẩm điện thoại nào mà quý khách muốn, Kỳ Lăng đều đáp ứng được hết, kể cả hộp đựng đồng hồ, kể cả hộp đựng nữ trang, kể cả hộp đựng bất cứ cái gì quý khách muốn. Vâng, và như vậy clip đến đây Kỳ Lăng xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và đã dành thời gian quý báu của mình xem clip của Kỳ Lăng. Kỳ Lăng vô cùng biết ơn và cảm ơn. Kỳ Lăng xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những clip hấp dẫn và đặc biệt sắp tới tại kênh YouTube cũng như trang fanpage của Kỳ Lăng Luxury, cũng như tại website kỳlăngluxury.com. Hotline của Kỳ Lăng là 0901 247 247, có cả Zalo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.